Hello, Hello, cả nhà. Let's kick it talk show hôm nay sẽ trở lại với cùng với anh Mai Thi Thế, bé Danny Huy Lê. Và đặc biệt nhất là hôm nay là sự trở lại có mặt của anh Hoàng Vũ Phong. Thôi mình đi từng trận đi. Cái trận đầu tiên của vòng 1 phần 16 á, là ngày thứ 7 này. Và 9 giờ và 12 giờ, trận sớm nhất á, là Thụy Sĩ và Ý. Thụy Sĩ và Ý thì anh thấy thế nào về cái cặp đó? Thụy Sĩ thì lúc nào cũng là một đội bóng mà luôn luôn là cản đường những ông lớn. Thụy Sĩ là đã từng tuyển Pháp hừng hực về nước rồi. Thua thì, trước 2-3, 3-1. Thua 3-1, gọi là 3 điều thắng luôn phạt đền. Nhưng mà vào trận kế tiếp thì lại thua phạt đền tại Tây Ban Nha. Thì thủ môn Sommer vẫn là chốt trận đáng tin cậy. Nhưng đội tuyển Ý, nên nhớ đội tuyển Ý mà vào những cái trận thi đấu, những cái trận đấu mà ở vòng playoff, knockout, đội tuyển Ý thi đấu rất hay. Và họ có cái lợi thế là thủ môn Donnarumma rất hay. Ở giải Euro trước thì anh được chọn là thủ môn xuất sắc, là cầu thủ xuất sắc chứ không phải là thủ môn xuất sắc. Thủ môn xuất sắc của cái giải Euro năm trước đó thuộc về Big Four của anh. Khi mà Big Four là 5 lần giữ sạch lưới, còn Donnarumma chỉ có 3 lần thôi. Nhưng mà những gì mà Donnarumma đã thể hiện, đã đem góp công lớn để đưa cho đội Ý vô địch đó, thì là anh được chọn là cầu thủ xuất sắc. Anh là lần thứ 2 thủ môn được chọn cầu thủ xuất sắc của giải. Lần đầu tiên đó là thủ môn Peter Michael của đội Đan Mạch năm 92. Thì năm 2020 thì là Donnarumma đã được. Thì đây là một trận đấu mà mọi người cứ nghĩ rằng sẽ dẫn tới penalty. Mà thì thấy cũng nghĩ vậy. Tại vì cái tính chất quyết định của một trận quyết định, tính chất của một trận quyết định nên hai đội thi đấu rất là thận trọng. Và trong bóng đá bây giờ, ngay kể cả những đội hay hơn, họ vẫn thi đấu thận trọng dưới một cái đội thấp hơn và thi đấu chắc chắn trước, chờ cơ hội để có bàn thắng thôi. Mà khi họ có bàn thắng, thấy không? Họ có bàn thắng thì là hai tiền vệ trung tâm, họ còn đứng gần lại với trung vệ của mình để cho đảm bảo cái tỷ số. Nên không còn những cái bàn thắng đẹp, không còn những trận đấu bùng nổ như trước nữa để cho mọi người xem nữa. Nhưng mà nó nằm ở trong toan tính. Thì là các huấn luyện viên và tổ huấn luyện ngày nay họ tính rất kỹ. Thì là đối với anh Thế nghĩ rằng là đây là một trận bóng mà có thể dẫn đến hai hiệp phụ và bên Nam Phi. Còn luôn trận, luôn. Còn trận thứ hai. Trận thứ hai là giữa Đức và Đan Mạch. Đan Mạch thì để cho bé áo vàng nói chuyện đi chứ. Vô vòng này rồi là đội trực tiếp rồi, cho nên đúng anh thấy nói là các đội sẽ thi đấu thăm dò lẫn nhau trước, chậm rãi. Nhưng mà nên nhớ là ở vòng bảng mùa giải Euro này là mùa giải của những quả bàn thắng cuối trận, cho nên vô vòng này thì thận trọng đúng. Khi mà mình ghi bàn rồi mình sẽ có những chiến thuật để bảo vệ tỷ số. Nhưng mà mình cũng đừng quên là một khi mà cái đội nó đã thua mà đến những phút cuối nó nói là không còn gì để mất nữa, nó tràn lên, nó tấn công, thì lúc đó mình thủ riết rồi mình cũng sẽ bị lòi, mình sẽ bị lũng. Cho nên nói chung là vô vòng này thì uống cà phê, pha cà phê ngồi từ từ nhâm nhi cà phê chờ bàn thắng tới thôi, chứ không có giống như anh thấy nói là sẽ không có bùng nổ. Và tỷ số của những cái trận vòng 1 và 16 có thể là nó sẽ rất là thấp, và cơ hội để các đội được đưa vào để giải quyết thắng thua bằng những lọt đá luân lưu là rất là cao. Cho nên phải chuẩn bị, thứ nhất chuẩn bị là 2 ngày Euro đã cho khán giả 2 ngày nghỉ ngơi, ăn ngủ,
đi nhà băng à, đó bắt đầu vô vòng 16 này thì cái một trận đo một vòng bảng một trận banh là 2 tiếng, nhưng mà vô vòng 16 này một trận banh có thể kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi, cho nên có thể là coi trận 9 giờ xong là đến trận coi trận thứ 2 12 giờ luôn đó, cho nên mọi người hãy chuẩn bị tinh thần. Đức với Đan Mạch thì Hoàng Long em theo đây này thấy thì nếu mà nói Đức ở vòng này, Danny nghĩ Đức sẽ phải ào lên tấn công sớm. Thì cái đó là lối đá của Đức mà. Dạ, em nghĩ là Đức sẽ tấn công sớm, cố gắng ghi bàn sớm. Cố gắng ghi bàn sớm. Đúng đá banh là lúc nào cũng vậy ha. Mình giải quyết trước một trái rồi tinh thần thi đấu của các cầu thủ nó nhẹ nhàng hơn. Với lại Đức thì đó cũng là cái cách mà Đức đã đá 3 trận vòng bảng đó. Dạ. Em nghĩ Đức sẽ cố gắng. Nếu mà nói Đức thận trọng ở vòng này với Đan Mạch thì chắc là Danny nghĩ là không. Đức sẽ cố gắng đánh phủ đầu. Đánh mặt xếp ở dưới của Đức là gần như cách một cái băng. Đó, đó thì đó, đó là lý do là một em nghĩ, dạ em nghĩ là Đức sẽ phải. Dạ. Cái đó thì lại trận đó em. Cái băng vào cái một cái băng là cái họ đánh giá là chúng nó không còn cơ thì là. Khán giả nhà, khán giả nên cùng nhiều ủng hộ cho cái bầu không khí gì mà các bạn đã tính toán được, mặc dù trong trận đấu các bạn thắng thì các cầu thủ của đội tuyển thi đấu nó thánh thoát dựa vào cái sự cơ động của hai cái biên và cái tài dẫn dắt lối chơi của Toni Kroos với lại Gordon thì vẫn cho thấy rằng quá xuất sắc. Musiala một mùa Euro bứt phá của cầu thủ 21 tuổi. Nhưng quá mà tốt. Cái mình cũng vẫn đang phân vân là ở vị trí trung phong. Trung phong thì là một bên thì là cầu thủ vào sân thì họ ghi bàn. Cầu thủ tiền đạo mũi nhọn tới bây giờ thì ghi bàn bằng trên chấm phạt đền. Thì theo thấy thì hai cái sự lựa chọn là như thế nào thôi? Mời Huy. Dạ em nghĩ rằng vẫn sẽ dùng, em Danny nghĩ sẽ dùng cái cặp của trận trận mở màn là Kai Havertz đá giữa và bên cánh sẽ là Musiala và Wurst là bị tại vì Kai Havertz là một cầu thủ làm vẫn không có hiệu quả bằng cầu thủ vào sân. Kai Havertz cái mùa vừa rồi đá ở Arsenal anh off ball rất là tốt, cái chạy chỗ không bóng của Kai Havertz kéo hậu vệ để tạo khoảng trống cho Musiala, đó là cái cách mà Đức dùng nhiều nhất thôi. Cái bài mà em thấy Danny thấy là tuyển Đức đang dùng nhiều nhất là Kai Havertz vẫn là cầu thủ chạy chỗ để cho Musiala có khoảng trống để mà dắt vào trung lộ và cũng Kroos anh lại vào lại hiệu quả hơn. Yeah. Đó. Cái đó mới là cái mà người khó chọn, vì vẫn là có nhiều cái to tính, nhưng ông huấn luyện có nhiều cái nhức đầu mà tôi cũng tương đối dễ chịu khi mà cầu thủ vào sân đúng theo ý đồ của anh. Thì theo Hoàng thì Hoàng thấy cái trận banh này như thế nào? Đức và Đan Mạch thì em đề cao Đức hơn thiên thời địa lợi nhân hòa và có thêm trọng tài. Dạ, cái nhánh này cũng khó ha. Hai trận thắng. Em cười em nói. Nó thêm ba. Va mà va cứ chiếu tới chiếu lui rồi cuối cùng cũng vẫn cho một bàn thắng. Thì thôi thế. Pháp Bỉ. Pháp Bỉ trận đó hay à? Không từ từ. Bồ Đào Nha. Nhưng mà mình đừng quên. Mình theo trận. Mình qua dạ. ngày chủ nhật. Đây ngày chủ nhật. À, sẵn nói luôn đây là cái dịp này là gì? Chuẩn bị mọi người nghỉ lễ July 4 ha. Barbecue này nọ ha. Đó chủ nhật 9 giờ trận thi đấu 9 giờ là Anh và Slovakia và trận thứ nhì là Tây Ban Nha và Georgia. Đó. Anh trông chờ vào một cái cú sốc của World Cup Georgia làm được việc. Đúng rồi. Anh phải thắng người kia. Trận đó chắc về. Chó trà là mồi ngon của chó trà mồi ngon của Tây Ban Nha. Dạ, dạ, quê. Quê là coi như là dậy sóng rồi. Dạ.
quề mà châu trà mà quề vô ở ngay cái vòng 16 này mà châu trà mà quề Tây Ban Nha thì thôi chứ trời ơi. Quề là đó, vô đó đừng luôn, mà dù có thua là cũng là thua trong thế ngẩng đầu này nữa. Đúng rồi, chiến thắng trong lòng người hâm mộ này ha. Chắc những cái câu nói đó. Nói chứ đối với giờ mà dưới một Tây Ban Nha mà hừng hực như vậy, mặc dù là chưa tung hết bài nữa, mặc dù là đội tuyển châu trà là lách qua cái khe cửa hẹp thiệt, thi đấu hay, thi đấu trong cái gặp một đội bóng mà ứng cử viên chức vô địch mà vẫn giành một suất vào trong thì là đội châu trà quá hay, nhưng mà mình thấy nghĩ rằng vẫn cái gặp đội Tây Ban Nha thì cái cửa mà Huề là đã tương đối khó rồi. Dạ, khó thế nào mà lập trong cái thế, đồng ý là nói rằng họ có thể cái đội cửa dưới mà không có gì để bắt, họ thi đấu tâm lý nó nhẹ hơn, nhưng mà đội Tây Ban Nha kiểm soát bóng thì kiểm soát bóng, nắm thế trận, và một bên là William, một bên là Zeman, thì là hai cái biên của họ, họ thi đấu mà cái kiểu mà chồng biên rồi xong rồi cứ thoát xuống biên mà cứ lật lên cỡ Morata mà đã khai hỏa được rồi, thì trong một cái giải mà thi đấu nhẹ nhàng thánh thoát, không có còn tâm lý đè nặng trước nữa, thì là một đội Tây Nha có thể là đối với thế nghĩ là chắc khó cho một châu trà. Thì cái cách mà Tây Ban Nha thắng Ý nó quá thuyết phục. Cái cách mà họ thắng Ý, kể cả là trận đấu đầu tiên họ gặp Croatia, mặc dù lần đầu tiên mà sau cái trận đấu mà Croatia cầm nhiều bóng hơn kể cả Tây Ban Nha nữa. Nhưng Croatia mà cầm nhiều bóng là tại vì Tây Ban Nha không đá. Thì đó là vấn đề, đó là đúng, đó Tây Ban Nha thắng 3 rồi mà gặp tình thương mến thương trong cái đó hai bên là những cầu thủ ở câu lạc bộ Tây Ban Nha. Thì đó cái cách anh cầm bóng mà anh đá được cái gì? Ý em là cái cách mà Tây Ban Nha thắng 3 trận nó quá tốt. Tây Ban Nha tới thời điểm hiện tại là Tây Ban Nha vẫn là một đội bóng mà tương đối hoàn hảo nhất ở trong các trận ở vòng bảng, từ điểm số cho tới cách họ thi đấu, và thi đấu với một đội hình 2 mà vẫn có một chiến thắng nhẹ nhàng, thì ta thấy rằng đội Tây Ban Nha xứng đáng sẽ đi vào vòng tứ kết hơn. Kế tiếp là England. England quý không ạ, sao im re vậy quý? Em định đợi lâu. England là đá chủ nhật luôn. Đó chủ nhật 12 giờ. Nghe nói có một số cầu thủ bỏ đội đi về nước. Hùng hổ lắm. Giận về nước gì tụi có thiệt không? Vợ đẻ. Vừa cạn. Một người thôi đúng không? Chứ dạ một người. Nhưng mà vừa cạn. Thì huấn luyện viên Southgate thì đang chịu rất là nhiều cái chỉ trích, và kể cả sau trận đấu gặp Slovenia thì ông cũng bị ném 3 cái chai bia, là uống hết rồi, nhưng mà nhưng mà không hiểu tại sao mà đem những cái chai bia bia bây giờ không phải là chai ấy, chai đúng mà chai bằng plastic thôi. Dạ, plastic thôi. Dạ, nhưng mà ông bị ném 3 cái chai về phía của mình và các cổ động viên của tuyển Anh. Thì sau cái trận đấu gặp Slovenia mà Huề 0-0 thì cũng có rất nhiều tiếng la. Hình như là mấy người ném mấy chai bia bây giờ có xin lỗi Southgate, nhưng mà Southgate vẫn bình thường. Đưa cái đội vô cái nhánh như vậy vẫn đầu bảng đi vô. Và cái này là không thuyết phục một thôi. Cái điều thú vị là trước giải đấu thì siêu máy tính super computer của các hãng cá cược thì dự đoán là tuyển Anh là có khả năng giành cúp Euro năm nay cao nhất, tiếp sau là đội Pháp, thứ ba là Đức. Thì sau cái vòng bảng thì một cách thần kỳ nào đó siêu máy tính vẫn tiếp tục dự đoán là tuyển Anh sau khi là xếp vô cái nhánh này. Như anh thế nói, mình phải đi từ từ đi. Sau cái trận thứ nhất, trận thứ hai bắt đầu Đức lên số 1 rồi, xong sau khi mà lọt vô cái nhánh này hết rồi, tự nhiên tuyển Anh lại tiếp tục siêu máy tính dự đoán là tuyển Anh với 19.6% là cao hơn đội thứ nhì. Em mà còn tính ra không chơi siêu máy tính. Đội thứ nhì là đội tuyển trước vòng đấu là tuyển Pháp, nhưng mà bây giờ đội thứ nhì là đội tuyển Đức. Là đội tuyển Đức là chỉ có 16% thôi, mà tuyển Anh là tới 19.6% rồi. Thì cũng khá là thú vị. Thì như Danny hồi nãy có nói thì hiện tại dù sao tuyển Anh ghi bàn khá ít, nhưng vẫn là một trong những đội bóng có hàng thủ tốt,
ở giải đấu, và đặc biệt là cái phong độ cao của cầu thủ mà thay thế cho Harry Maguire là Matt Guehi, cầu thủ số 6 đang thi đấu cho câu lạc bộ Crystal Palace, thì không ngờ chỉ là một cái vị trí dự bị, có thể là chưa phải là một cái vị trí mà kể cả trước cái vòng loại này thì cái người mà thế cho Maguire là Lewis Dunk chứ không phải là Matt Guehi nữa. Nhưng mà vì cái phong độ rất là tốt của Matt Guehi ở cuối mùa bóng đối với Crystal Palace thì anh lại giành cái suất đá của Lewis Dunk, và anh lại trở thành một cái chốt chặn mà theo Danny thấy là còn đáng tin cậy hơn hiện tại so với phong độ của người đã gặp là John Stone. Cái điểm hạn chế lớn nhất của Matt Guehi là anh không có điều phối bóng được tốt như Maguire hay là John Stone. Thì hy vọng là với hàng thủ thì tuyển Anh sẽ khởi sắc hơn, và có một nguồn tin có thể là 90% thôi, là một lần nữa cái hàng tiền vệ của tuyển Anh ở trận đấu tới sẽ thay đổi, với người đá cặp với Rice sẽ không còn là Conor Gallagher mà sẽ là măng non Kobbie Mainoo, một cầu thủ mà sau khi vào sân ở trận đấu với Slovakia anh có những tình huống đập nhã rất là tốt đối với Harry Kane, đối với Phil Foden. Thì hy vọng với cái sự thay đổi này thì tuyển Anh sẽ có một trận đấu khởi sắc hơn. Hiệp thấy mình là Hoàng với anh Thế chắc đi ra ngoài cà phê để cho mấy nó một mình là Huy nó nói chuyện thôi. Thì do tuyển Anh thì phải vậy thôi anh. Bây giờ mà nói thiệt, nó tới đội tuyển Anh Huy bỏ vợ bỏ con nhà nó tới sáng mai không có anh. Cũng có thể là hôm nay là ngày cuối cùng nói tuyển Anh. Chính xác. Biết đâu không còn mặc áo. Em biết tại sao mà người ta ném tay không, cái dựa vô huấn luyện viên sao ghế không? Tại anh nói thiệt á, rất là mừng là Harry Maguire không được chọn trong giải này. Tại vì nếu mà có chọn vô á, là cả một cái vòng bảng này á, nó sẽ nhận được rất là nhiều đá về xây nhà. Chai. Cho nên Harry Maguire ở nhà thôi, kệ enjoy coi cái thằng em mình thi đấu. Để nhiều khi nó thi đấu không phải bằng mình, nhưng mà để cho cái đẳng cấp mình nó cao hơn. Nhưng mà ngày nay mà thành tích nó lên tất cả. Tại vì ông tại vì thành tích ông cao. Chứ chưa chắc gì so với những người tiền nhiệm ông đã hay hơn. Nhưng mà những người tiền nhiệm hay là những cầu thủ lúc trước, kể cả những cầu thủ thế hệ vàng, mà bây giờ mà chỉ trích đàn em của mình hay huấn luyện viên của mình thì nhìn lại mình có đã làm được cái đúng gì vậy, đúng vậy. Cho nên cái em nói anh cái làn sóng mà báo chí và mình gọi luôn là anh hùng bàn phím lên đó cứ chửi người ta, mình là đàn anh mình đi rồi, mình để cho đàn em mình thể hiện, mình xây dựng giúp người ta được thôi, đừng có phá. Đúng rồi. Cho nên những cái thế hệ vàng, những thế hệ 92, 93 gì đó giờ vô mình chỉ cũng ta... mình cũng nói những lời tích cực để cho mình cổ vũ cho đàn em của mình nó vẫn hay hơn là những lời chỉ trích mà nói này nói nọ. Nói chứ nội mà đừng có nói chi mà Á quân Euro chỉ hạng tư của World Cup đem ra đủ khè mấy cái đàn anh rồi. Chứ nhiều lúc mà đừng có ngồi mà cứ chỉ trích, đồng ý mình hay hơn. Mình hay hơn thì mình phải xây dựng theo một cái cách nó văn minh, nó hay hơn chút xíu. Chứ không phải là mình chơi trách rồi sao mình làm. Trong cái đó nhìn lại coi mình làm được gì cho đất nước của mình. Rồi, Pháp, Mỹ. Ok, trận thứ hai ngày thứ hai đầu tuần cũng là ngày đầu tháng. Pháp và Mỹ. Đây, Lukaku lại được đưa lên đoạn đầu đài. Gặp nhau sớm quá. Lukaku cũng rất là thú vị khi là anh là một cầu thủ bị va từ chối bàn thắng tới 3 lần, 7 cú sút, một cầu thủ kém may mắn nhất cái mùa giải năm nay. Rất là tức cười. Nhưng mà đối với anh, Lukaku vẫn là một huyền thoại của Mỹ. Anh vẫn là người ghi bàn nhiều nhất. Người ta vẫn dòng vàng. Lukaku hay chứ, mà điều cái Lukaku hay mà điều cái duyên nó chưa tới. Giật mình. Thắng giật mình, nhưng mà cái giải năm nay là không có giật mình. Nhớ là có một cái giai đoạn theo em được nhớ là trước khi mà Lukaku đến với Manchester United là hay là trước khi đến với Chelsea, khi mà anh còn đá ở West Brom hoặc là Everton á. Cái form người của Lukaku rất là gọn. Phong độ mà hay nhất của Lukaku là lúc chơi Everton. Cái form người rất là gọn, nhưng mà không biết sao khi mà qua Manchester United thì lại để bị phì ra. Nó trở nên nặng nề. Thì sau khoảng thời gian đó, mặc dù anh có lưu lạc qua Inter rồi Roma, thì cảm giác là tay săn bàn ấy vẫn không có trở lại. Học trò mà rất được Mourinho yêu thích, nhưng mà đá hư một trái phạt đền trong trận siêu cúp một cái là Mai Thi Thế có nói với mấy người nó cái bản tánh của Mourinho rồi sẽ con y như rằng nhố
đẩy nhốt đẩy. Mourinho là thế. Sao vô đây cầu thủ Manchester United nhiều quá ha. Phá. Đó, em cẩn thận với anh Hoàng, nhẹ chứ mà đau lắm. Em nhớ anh Hoàng cũng là fan mà sao. Tiếp tục Hoàng ơi. Anh là fan nhưng mà anh không có đồng ý với huấn luyện viên. Mùa sau anh sẽ ủng hộ Leicester City. Cái đó mình mai mốt mình làm show ngoại anh anh. Trận kế tiếp là Bồ Đào Nha và nhưng mà Pháp mình chưa nói Pháp là Bỉ đó, mình đang nói Pháp là Bỉ, mình chỉ nói về Liverpool thôi. Anh theo anh Thế với anh Long có cảm thấy là cái lần gần cuối cùng, cái này là theo cái nhận định riêng của em thôi, cái lần cuối cùng Pháp thắng khi trong đội Pháp có một Pogba là vô địch World Cup. Có nhiều người cũng có cái suy nghĩ giống em, khi mà em theo dõi những forum trên mạng thì thiếu Pogba dường như Pháp vẫn đang thiếu một cái tiền vệ mà có thể có một số những cái đường truyền mà rất là bất ngờ mà ngoài chỉ có Pogba có thể làm được thôi. Anh thể truyền luôn cả bằng chân phải và chân trái. Thì cái thất bại vừa rồi ở trận chung kết với Argentina thì cũng hơi gọi là thiếu may mắn bởi vì nó là đặt xuống luôn. Nhưng mà ba trận vừa rồi thì có cảm giác là cái hàng tấn công của Pháp nó không có dùng điểm như là những mùa giải trước. Trước khi anh nói thì chắc có lẽ nên để cho Hoàng đi. Cái show này anh muốn Hoàng nói. Hoàng nói lý do tại sao Pháp đá như vậy. Đội tuyển Pháp, cái người mà Hoàng Long thích nhất không phải là một cái người mà bây giờ đang báo chí đang xây dựng mà nó nằm trong đội chủ nhà là Toni Kroos, mà cái người mà anh rất là phục là Kante. Em thấy Kante không? 3 trận là được Man of the Match. Kante cài ải mặc dù là đó, nhưng mà thật sự báo chí cũng không có nói gì về Kante ha, ngộ ha. Hai lần liên tục được cầu thủ xuất sắc nhất đó. Nhưng mà em cũng lại nhắc về cầu thủ của Manchester United là Pogba, thì đối với anh Pogba đã qua rồi, dĩ vãng rồi, đừng nhắc lại nữa. Trong môi trường chuyên nghiệp mà để bị dính đô binh. Ý của em là theo các anh là có cảm thấy là đội tuyển Pháp đang thiếu một cái mẫu tiền vệ giống như vậy để mà có thể tung ra những cái đường truyền bất ngờ để mà tạo đột biến. Bởi vì dĩ nhiên mỗi cầu thủ nó có những cái tại vì nghĩ theo ý em là sau Pogba thì Pháp lại không, theo em là không có một cái người tiền vệ bật lên giống như vậy khi mà có thể tung ra những cái đường truyền quyết định. Khi mà như giống như cái show trước em có nói với anh Thế, khi mà ông xuất phát với cái đội hình ba tiền vệ là Kante, Tuchinami và Rabiot thì hoàn toàn ba cầu thủ này không có ai là có cái tính đột biến và đá cao cả. Cả ba cầu thủ này khi mà đá ở câu lạc bộ của mình đều có xu hướng đá thấp và là cái người mà có xu hướng phòng ngự nhiều hơn ở cái cặp double pivot. Đó là cái ý em là vậy. Tại vì theo anh Thế thấy á là năm nay đi giải kỳ này thì là Griezmann, anh hình như là anh hơi vô duyên chút xíu. Griezmann đó là một cầu thủ mà ông huấn luyện viên De Jong ông rất là cưng. Anh hoàn toàn là cái người được những cái đặc ân các cầu thủ khác không có. Griezmann nói không ngoa, Griezmann những năm trước đó là giống như là một cái chạm trung chuyển giữa hàng phòng ngự và hàng tiền đạo. Anh thi đấu, anh là cái nguồn cảm hứng cho cái đội bóng. Nhưng mà anh năm nay, cái giải kỳ này thì thấy rằng Griezmann, mặc dù anh được đồng đội của mình truyền những cái bàn thắng, những cái đường truyền như là dọn cổ, anh là trượt chân để tuột mất, hay là khi mà thay vì mà nếu mà người ta hơi selfish chút xíu, họ làm cái bùm vô là họ đã vô lưới rồi. Chuyền ngang ra mà anh vẫn kịp chợt chân. Một trận banh mà hai lần dọn cổ như thế thì coi như là một cái giải đấu coi như giống như là anh không có là chính mình nữa. Mà khi mà một cầu thủ trên sân mà đã tuột mất những cảm hứng như thế thì là rất khó để lấy lại cái nhiệt, cái cảm hứng mà thi đấu nữa. Nên cái Griezmann có thể là ảnh hưởng tới lối chơi của đội tuyển Pháp. Thì chắc có lẽ Hoàng cũng muốn nói về cái đội tuyển Pháp này. Griezmann hồi xưa thì em thấy là kiến tạo, những pha kiến tạo rất là tinh tế để cho tiền đạo ghi bàn. Nhưng mà đội tuyển Pháp bây giờ có vẻ là tập trung vào Mbappe nhiều quá. Mà Mbappe từ đầu giờ thì cũng chả có thấy làm được gì hết. Cái lối đá đó đã bị giải quá giải rồi.
không còn mà lên biên mà sòng sọc chạy vô không lấy không. Lên không còn cái cú lấy lên mà cứ lầu ở góc xa không còn nữa, không còn. Bây giờ thấy sau ba trận vòng bảng thì em ba bề cũng thường vậy. Cái lối đá của em ba bề mà về những cái cầu bộ mới anh cũng thấy anh cũng đáng lo ngại đó, cho nên thì Pháp chưa có gì. Anh thấy tại sao giới cá cược vẫn cho Pháp nằm dưới những cái đội khác là có lý do của người ta đó. Cho nên cái cặp đấu giữa Pháp và Bỉ này cũng hay đó. Mà Bỉ anh đặt anh lại bắt cho Bỉ cơ hội nhiều hơn. Bỉ Bỉ mặc dù Bỉ giết chút xíu nhưng mà Hoàng vẫn tin là Bỉ sẽ có một cái chiến thắng. Dạ, yeah, em tin là Bỉ sẽ thắng. Yeah. Nhưng mà năm nay thấy tới giờ này mà Pháp vẫn không ghi nổi một bàn thắng đẹp. Đúng rồi. Chưa có một bàn thắng nào là bàn thắng sáng. Rabiot là thay vì Rabiot là chỉ đá có bùm là vào, mình thấy rõ ràng. Yeah. Tại vì thủ môn đã nơi đứng ở giữa rồi nhưng mà vẫn truyền ngang ra để tạo cảm hứng cho Fishman vẫn không được. Rồi một lần Kante cũng truyền ngang qua một khoảng hai cái chạy điều chỉnh chứ. Còn Mbappe thì vẫn không thấy những cái đường mà xuống biên lấy lên mà cứ vào. Dembele với Thuram cũng không có, chưa có thể hiện gì đâu. Mình cũng có nói là những cái gì mà sở trường của cầu thủ thi đấu câu lạc bộ hầu như là vào cái giải Euro này đều bị bắt bài, là các cầu thủ mà đi xuống biên lấy lên lại đi vào giữa mà cứ lòng góc xa đẹp như mơ của những bàn thắng đẹp của câu lạc bộ mình không còn thấy nữa. Ngoài cái bàn thắng của cầu thủ trẻ tuổi của Thổ Nhĩ Kỳ đang thi đấu cho Real Madrid đó là Schüller thôi, thì mình không thấy được những cái quả bóng mà thương hiệu đó. Chẳng hạn như ở Phil Foden thì cũng một bàn thắng đẹp nhưng mà một bàn thắng mà sắp sửa mọi người nghĩ thế là lại bật cột. Saka chưa có. Ồ đúng rồi. Nói về Saka thì anh thấy mất hút. Không Saka, có bị thế ra thương hiệu của đúng Saka rồi. Vẫn không thấy được. Đó là mình thấy rõ ràng là Hồ Long mention trước đây đó là họ đều tính toán, họ đều biết được họ study cầu thủ đó đánh như thế nào. Nên một cầu thủ theo xuống biên khi mà đã lấy lên rồi thì có cầu thủ đó cứ rà theo khó mà những cái cú cứu lòng như vậy. Nên rất khó cho các cầu thủ có thể là phát huy được những cái điểm mạnh của mình. Theo em là đang theo dõi một số cái tin tức dư luận thì cũng thấy là nhiều người lại hướng về Bỉ hơn cái cặp này. Ok, vậy là Bỉ thắng 2-1, anh với em là Bỉ, còn này là okay. Rồi thôi trận và trận hai trận cuối cùng của vòng 16 là giữa Rumani và Hà Lan, và trận cuối nữa là Áo với Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đó hay đó. Rumani Hà Lan cũng hay đó. Anh Rumani thì cũng là một trong những ngựa ô, một trong những cái đối trọng rất là khó chịu cho các ông lớn. Yeah. Hà Lan là đáng lẽ ra trước cái vòng cuối cùng là đang hướng sẽ gặp Anh, cuối cùng để thua Áo là thành là gặp Rumani. Hà Lan vào vòng này là qua khe cửa hẹp. Có ai nghĩ là Hà Lan mà cái bản này là vào bếp? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà Hà Lan cũng chưa, anh thấy chưa khởi sắc lắm, chưa khởi sắc. Hà Lan chỉ có. Hà Lan thì cứ dựa vào cái sự chắc chắn ở hàng phòng ngự để là điểm tựa để cho ở trên là DP. Nếu mà không có một Gapo mà hay thì chưa chắc gì đội tuyển Hà Lan lại thi đấu có những cái bàn thắng đẹp như vậy. Mặc dù là siêu bị của lại các em nhưng mà đội tuyển Hà Lan chắc gặp chắc chắn theo thái nghĩ là sẽ qua Rumani. Mặc dù Rumani không phải là một đối thủ dễ bắt nạt những gì họ đang thể hiện ở vòng bảng, nhưng mà mình thì mình thích cái lối chơi của Rumani thiệt, nhưng mà vào vòng trong cái tên Hà Lan và cũng vẫn hấp dẫn người xem hơn. Anh thấy Gabo vô dòng vô đội tuyển đá nó một
khác hẳn ở Liverpool. Yeah. Liverpool anh là một cái cầu thủ giống như là hạng 2 vậy đó. Được, chỉ chờ huấn luyện viên cho vô rồi chạy cũng đá có vẻ cũng còn hồi hộp và tâm lý lắm. Cái giải World Cup vừa rồi thì Liverpool tâm, cái giải World Cup vừa rồi hay nhờ hay đó mới được mấy ông lớn mua mà, về cầu đó không được. Nhưng mà vô đây á, thì anh thấy tiền đạo sáng, DB so với DB thì anh em vẫn thích Gabo hơn. Gabo hay á, Gabo trẻ thi đấu. Gabo có cái đặc. DB thì vẫn là cái huấn luyện viên cũng như tất cả mọi người cũng vẫn mong chờ và cái kinh nghiệm và cái sự có duyên của DB khi anh trở về đội tuyển. Còn cái gì nhưng anh có thiếu thiếu anh bảy của anh Slovenia. Chắc là quá dễ dàng cho Bồ Đào Nha và Slovenia hả? Để coi thành tích thống kê, em thích thống kê thì Slovenia. Slovenia thì vòng bảng đá thì đó đều ba trận hòa. Ba trận hòa, 3 điểm. 3 điểm. Dạ. Yeah. Nhưng mà Bồ Đào Nha đang hừng hực. Bồ Đào Nha anh Bồ Đào Nha phải qua. Đúng rồi. Nên qua luôn. Nên qua là phải đá đó đúng không? Bồ Đào Nha trận tới Bồ Đào Nha Ronaldo sẽ làm ghi bàn. Sẽ ghi bàn. Chắc chắn là nói tới Ronaldo em có một bạn. Ronaldo. Bây giờ trên thì rồi nó bắt 3 ngàn đồng tiền Ronaldo. Ronaldo không có đá vô thế nào vô 3 ngàn. Em có cái clip mà Ronaldo hát. Đó là... bạn đại gia của hiệp của thôi chịu đôi khi mình cũng là mình yêu quá thì nó khó cù thôi chịu đó bạn thì hy vọng là cái vòng đấu loại trực tiếp này thì các tiền đạo nổi tiếng những tiền đạo được kỳ vọng sẽ ghi bàn, bởi vì cho đến thời điểm hiện tại thì như đã có nói qua là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất là một cầu thủ lạ quắc của Georgia, và cái số bàn thắng ghi được nhiều nhất lại là số bàn thắng phản lưới nhà. Đúng vậy. Với 7 bàn thắng phản lưới nhà. Năm nay và cái thú vị nhất là phản lưới nhà mà chỉ có một đội là trong cái vòng bảng mà phản lưới nhà mà thắng thôi là đội Đức, là phản lưới nhà trong vòng Scotland, còn tất cả các đội mà lại là phản lưới nhà là thua với hòa hết. Mấy em tấn công hoàng như anh tự đấy đơn đà cũng có thể là chiến thuật đó, các cầu thủ đồng đội của mình nói hoài không nghe, thi đấu giật giờ ngủ gục, tao đá vô lưới nhà đó rồi tụi mày đá đi, thấy không, em thấy không, hay lắm. Bởi vì cái sự kinh quái dị của gì Rudiger tới giờ này mà các họng pháo chưa thấy ai ghi bàn cũng khá là hiếm, bởi vì đa số anh thì nhớ là ở một cái mùa giải nào cũng phải có một cái tiền đạo nổi tiếng nào đó sẽ ghi bàn nhiều nhiều, đúng rồi, 6-7 bàn rất là năm nay là nếu mà như vậy thì cái cơ hội mà lên 5-6 bàn là rất là ít, còn có 3 trận nhiều khi anh nói vậy nó cũng rơi vào cái mà mai Ronaldo hat-trick anh cuối tuần này Ronaldo hat-trick anh đưa ra từ đầu là cứ trông chờ vô tiền đạo mà em quên đi thủ môn. Đúng không? Thủ môn quá hay cho đúng nên rồi, không ai đá vô được hết. Năm nay thủ môn hay. Thủ môn hay, tiền đạo ghi nhiều bàn nhất cũng là Chô Trà, mà thủ môn hay nhất mà trong cái đội hình tiêu biểu của vòng bảng vẫn là thủ môn Chô Trà. Đúng vậy. Thủ môn từ bữa giờ chưa thấy thủ môn mắc lỗi nha. Chưa thấy thủ môn. Có thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ là chạy hớ cái banh kia. Cái đó là tại. Thôi được mà bẻ xương sống làm sao được anh nói một cái nữa là nếu mà em trên này mà em nói về chỉ trích thủ môn á là em coi chừng. Hết rồi. Rồi. Thì diễn tiến của các trận của vòng 16 như thế nào và các ông lớn thể thi đấu ra sao thì anh em chúng tôi sẽ mời quý vị đến với cái chương trình sắp tới thì có lẽ là anh em chúng tôi sẽ nói nhiều hơn. Thì chương trình kỳ này thì rất là vui khi sự trở lại của Hoàng Long, hy vọng là vào các trận đấu có tính nấu ăn như vậy thì cái sự hào hứng và cái không khí đi vào ở giai đoạn cuối thì hy vọng là Hoàng Long sẽ sắp xếp với công việc của mình
sẽ đến với chương trình để cho có một cái, nó có cái nhìn khách quan hơn, có một cái nhìn mà nó tương đối là của một người lúc nào cũng tôn vinh cái lối chơi đẹp và luôn luôn đem đến quý vị có những cái chi tiết rất là kịch tính, hợp lý và xúc tích. Thì hy vọng sau kế tiếp anh em chúng tôi sẽ đưa quý vị và giới thiệu ngoại đến một cái nhìn khác mà có lẽ rằng là va vẫn không đưa quý vị học tập nhiều hơn. Em là chỉ đợi và Danny là đợi Bồ Đào Nha gặp anh trong chung kết. Hai cái nhánh là đúng luôn, đúng bài luôn, là có anh Long là vui. Thì cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian với lắng nghe anh em chúng tôi đưa ra những cái thông tin về những cái trận đấu kế tiếp. Và những gì chúng em nói trên này thì qua đó là cá nhân, và cũng đừng vì đó mà anh em kỳ vọng quá nhiều vào những cái nhận định riêng của tụi em. Cho nên mình coi đá banh mình thoải mái, mình thưởng thức bóng đá đẹp, bớt cuồng lại, tại vì cuồng quá dễ thất vọng và sẽ không vui. Cho nên thoải mái, chúc mọi người có thêm một ngày nghỉ, lấy lại sức để chuẩn bị tinh thần coi những trận kế tiếp và chuẩn bị cho những tràng pháo bông July 4 sắp tới. Chúc quý khán thính giả có một mùa lễ độc lập, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Em chúc trước có nghĩa là em sẽ không xuất hiện nữa sao? Còn em phải gặp em trước, không em đi không? Về cái sân July 4 cho tới July 12 em mới về. Hy vọng Hoàng Long sẽ sắp xếp để đến chia sẻ với những vòng đấu cuối cùng. Thì không quên chúc quý vị luôn luôn sức khỏe và hạnh phúc, và sẽ có những trận bóng thăng hoa cùng với lại cái đội bóng yêu thích của mình. Thì một nửa xin kính chào và hẹn gặp lại.